Xin chào mọi người. Em Thủy lâu lắm rồi phát livestream nhỉ. Hôm nay em quay cho mọi người cây này là cây sung lép siêu quả nha các bác nhá. Sung lép siêu quả. Tại sao gọi là sung lép siêu quả? Cái giống sung này nó giống sung lép. Quả của nó rất là sai. Ví dụ những giống sung thường ấy mà các bác hay mua ở ngoài thị trường ấy thì là quả của nó, nếu mà để muốn nó sai quả mình phải can thiệp rất là nhiều. Còn cây này thì mọi người cứ trồng tự nhiên là nó sẽ ra sai quả, đến ngày đến tháng là nó ra sai quả. Và cây này là một trong những dòng sung lép mà ăn quả nó ngon nhất. Ăn quả khi nó xanh, quả nó giòn, nó thơm, nó bùi và nó ít chát nhá, nó không có vị chát sắt lại như cái kiểu sung ta của mình đâu. Và quả con này khi nó chín thì quả nó rất là to và ăn rất là ngọt. Ăn ngọt mát luôn đấy ạ. Đây, em quay một cây sung lép siêu quả mẫu cho các bác xem này ạ. Đây các bác nhìn này, nó rất là sai nhá. Đây là một quả to này. Xem là đây này, rất là nhiều quả nhỏ này. Đấy, rất là nhiều quả nhỏ. Quả to này, quả nhỏ này. Quả rất là nhiều luôn. Sung lép siêu quả nha mọi người nhá. Thằng sung này em đang bán là giá là 1.300.000 cây. Đây. Đây là sung chín. Đây là chỉ là quả bé ấy, có những quả nó to nó bằng gần bằng nắm tay của em cơ. Quả sung lép siêu quả khi nó chín thì nó, đây mọi người nhìn nó rất là mọng nước luôn. Thơm ngon ngọt mát ạ. Ăn rất là ngon. Sung mà nó hay có các con nó ký sinh không? trong ruột của sung ăn không vấn đề đâu mọi người ơi. Đấy mọi người nhìn nó mọng nước chưa? Rất là mọng nước. Ăn là ngon hơn cả món hầm giòn treo gió các bạn. Ngon hơn cả sung Mỹ ngoài thị trường, các bạn mua ngoài thị trường 1 cân sung Mỹ là hơn 1.000.000 đấy ạ. Ăn quả là ngon hơn cả sung Mỹ nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em Thủy là 0911451210. Thằng sung lép siêu quả này dáng bệ của nó rất là đẹp. Hàng này nhà em đang bán với giá chỉ 1.300.000 cây thôi. Bác nào muốn thử sức trồng thì em ship từ 3 cây nhá. Đấy, giá của nó rất là uốn éo, hoàn toàn là vằn luôn. Thực ra thì thằng sung này bọn em bán chỉ bán cho vui thôi. Bán cho vui, tăng tương tác thôi. Chứ nó lợi nhuận đáng gì đâu mà. Nó lợi nhuận không đáng gì cả. Bán cho vui để cho trang tăng tương tác thôi. Chứ bán sung này nó lợi nhuận nó rất là thấp luôn. 1.300.000 cây nhá. 3 cây chỉ có 1.000.000 thôi. Bác là quan tâm thì các bác qua Zalo số điện thoại em Thủy là 0911451210. Đây là bệ này. Để tại sao lại có những cái bệ này này. Bình thường nhá, để một cây sung ấy thì là người ta sẽ trồng nó vào cái bịch. Trồng nó từ nhỏ vào cái bịch như thế này. Đấy, xong là lại đặt cái bịch này ở trên mặt đất này để cho cái rễ của cây sung ấy nó xuyên thẳng dưới mặt đất này. Xong sau này khi cái cây sung này nó lớn nhá. Khi cây sung này nó lớn thì mình sẽ xé cái bầu ra như này này. Để làm được bộ rễ của cây sung nó đẹp ấy. Là khi cây sung này nó lớn thì mình sẽ xé cái bịch ra cái phần đất này này. Mình lấy cái vòi nước mình xịt vào nó, mình tưới nó xong rồi mình xịt vào nó thì nó sẽ bung hết cả đất ra thì nó sẽ nổi lên được bộ rễ nổi. Ví dụ như cây này này. Cây này bên dưới ngày trước là đây là cái rễ của nó, đây là cái rễ sung nhá. Thì là trồng một cái bầu đến đây đến tầm này. Trồng cái bầu đến tầm này khi cây nó đạt độ to rồi thì bắt đầu người ta xé bầu ra đây, mọi người thấy đất ở đây này. Là người ta sẽ xé bầu ra. Thì nó sẽ được một cái bộ rễ nổi lên như này. Đấy, đấy là cách trồng sung mà để cho cây sung nó có bộ rễ khủng mà bộ rễ mới cái bệ rễ đẹp ấy, là người ta phải làm như thế. Đây là một cái cây này là cây nhỏ nhá. Cái này là cây chưa xé bịch. Là khi trồng thuần vào cái bịch này cho cái cây nó to lên rồi. Khi trồng thuần vào cái bịch này cho cái cây nó to lên rồi nhá. Đấy, thì là lại đặt nó ở đất này này cho cái rễ cây nó từ cái bịch này nó xuyên, khi nó to nó sẽ xuyên qua cái bịch, nó sẽ xuyên rễ xuống từ đất này để nó lấy chất dinh dưỡng ở dưới đất. Thì khi cái cây nó đạt đến cái độ to như mình mong muốn ấy, đạt được độ gốc to như mình mong muốn, nó bắt đầu mình tiến hành là mình xé bịch. Sẽ cho nhân viên đi xé bịch này, xé bịch hết như này.
Xong bắt đầu là mình lấy nước ấy, mình xối hết cả vào đây này, mình xối nước vào đây này. Mình xối nước, khi mình xối nước đi này thì các cái đất này nó sẽ bong hết cả ra đấy. Cái đất này nó sẽ bong hết ra và nó sẽ được cái bộ rễ nổi lên. Nó được bộ rễ nổi. Đây là một cái cây này, là cây đã xối đất rồi này. Nó xé bịch của xối đất này, nó sẽ được cái bộ rễ. Đây chính là cái rễ của nó này. Còn cái từ cái phần này lên là ngày xưa là trồng ở cái bịch. Đây là cái phần đã xối ra này, mọi người nhìn này. Đấy, khi mình xối, mình xé bịch nhá. Đây mình xé bịch ra xong mình xối đất nước vào thì nó sẽ ra được cái rễ như thế này. Đấy là những cây to. Đây. Cây này thế này. Đấy là cách trồng sung. Đây cái này thế. Đây nhá. Ngày xưa là trồng một cái bịch đến đây, cái bịch nó sẽ cao đến đây. Xong là khi cây nó to đạt như này, là cây nào là cây to rồi này. À, được cái bộ gỡ gốc to rồi thì bắt đầu mình xé cái bịch ra. Đây là ví dụ như cây này là mình sẽ xé cái bịch ra nha. Có cái bịch này mình sẽ xé nó ra như này. Đấy, thì cây này là cây chưa đến độ xé, mà cây này là người ta đã xé rồi này. Cây này xé đi xong là xối nước vào đây là xong, nó sẽ được cái bộ rễ của cây sung, bộ rễ cây sung nó ăn ra nó rất là khỏe. Đấy, bộ rễ này, nó rất bộ rễ rất là đẹp. Khi mình xối hết cả đi, nó vừa rễ to vừa rễ nhỏ, vừa rễ to rễ nhỏ này, đã được cái bộ rễ rất là đẳng cấp luôn. Đấy cách làm sung. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em Thủy là 0911451210 nhá. Em xin phép em tắt like đây. Lắng nam pha một lúc là mệt, thở hợp bở hơi tai rồi.